Việc của anh còn lại ngày mai là phải cố gắng thành công, biết chưa? Thất bại đừng có trách tại sao em ly dị. Anh biết rồi. Biết rồi thì đi theo em. Đi đâu? Chiều nay em không đi làm hả? Em nghĩ làm có sao. Mà bây giờ đuổi việc em cũng không sợ. Bây giờ quan trọng nhất là công việc của anh đó ông xã. Đi theo em. Ủa, đi đâu? Đi vô phòng thay đồ. Ôi dạ, trời ơi. Chị muốn đâm lọt con mắt tôi hả? Sự cố nghề nghiệp. Đặt tiền quẻ đi. Chưa đặt tiền quẻ nữa mới có sự cố. Đặt đi, tiền quẻ. Ngồi lên đi, được rồi. Mày có đem theo cho tao mượn không? Nhà tao không có tiền âm phủ. Trời đất ơi, khỏi đi. Lấy tiền thiệt á, tiền dương thế mình ra nha. Trời ơi, gì kỳ vậy? Đây là người cõi âm chứng giám thì phải cúng tiền âm chứ. Sao tự nhiên lại cúng tiền mình? Ừ. Bởi vậy tao nói mày người trần mắt thịt mày không biết gì hết trơn. Ở dưới á, người ta mới xài tiền âm phủ. Còn người ta đã lên đây á, là để người ta ê, phá quá, để xuống. Đồ cúng kiến sao sao gì đó, người ta lên đây á, là người ta xài tiền dương để người ta đi tới đi lui lộ phí, người ta giúp mình trên đây không? Đặt đi, nhiêu cũng được á, lòng thành là chính. Trời ơi. Đặt vô đây. Nè. Trời ơi, 20.000 à. Không đủ cuốc xe ôm ta đi từ dưới lên đây nữa. Này mua đủ gói xôi à. Đi bộ lên hả? Trời ơi. Thần thánh người ta biết chuyện lắm mẹ ơi. Không phải như mày đâu. Lòng thành mới là quan trọng ha. Tiền bạc chỉ là phụ, chỉ là chuyện nhỏ. Coi đi. Ơi ơi. Nhỏ, kêu thấy sợ luôn à. Rồi. Tuổi gì? Ngồi thẳng lên ông xã. Thành tâm. Ông xã mày tuổi gì? Anh tuổi thân. Rút lá. Rút lá đi em sao? Rút gì? Anh nói em coi cho anh mà. Coi cho ông thì ông rút. Tay trái. Rắc rối cái gì? Bỏ xuống. Hai màu đỏ là tốt đúng không? Mày ngồi đây mày coi bói luôn đi. Coi bói đi. Trời đất ơi. Rồi. Theo như cái quẻ này thì tôi có thể nói với anh như vậy. Số phần duyên nợ đổi thai. Quả tú chiếu mạng, đắng cay nợ tình. Chữ duyên, chữ nợ ba sinh. Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong. Tức là theo cái quẻ này thì anh bắt buộc phải ly dị vợ. Trời. Cái chữ duyên số của anh phải trải qua rất nhiều đời vợ. Không phải là một đời đâu, mà là 2 đời vợ. Kỳ vậy? 3 đời vợ, 4, 5, tới đời vợ thứ 6 thì cái tương lai của anh nó mới sáng rạng được. Và mọi thứ nó sẽ thuận tiện cho anh. Và anh sẽ giải quyết những cái khó khăn trước mắt anh đang gặp. Trời. Ê mày, có khùng không? Cái gì mà 6 vợ? Thì giờ quẻ sao tao nói vậy, như là mày đặt có 20.000 thì quẻ nó lên vậy, nói vậy thôi. Trời ơi, tiền ít thì nói tiền ít tao đưa, nhà tao đâu có thiếu tiền đâu. Rồi bỏ vô. 40 thì giờ quẻ này tôi thấy như vậy. Anh là sẽ 2 đời vợ. Đúng là thần kinh. Trời đất ơi, có tin không? Giận ghê ha. Coi mà cứ vậy không tin sao tao coi mày. Tao còn tin không nổi đây nè. Mày coi cái kiểu gì vậy? Tao kêu mày tới đây ngày hôm nay là coi cho chồng tao công việc của anh ngày mai có tốt hay là không. Vậy thôi. Rồi, muốn coi sự nghiệp phải không? Rồi, hai chồng mỗi người bóc 1 lá. Bóc nữa hả? Bóc nữa. Kêu sao tao làm vậy đi. Theo như cái quẻ bài này á thì tôi có thể nói như vậy. Tương lai sắp tới 2 vợ chồng á sẽ có một cái cuộc chia tay, chính xác là sẽ ly hôn. Và cái cuộc ly hôn này á thì 2 người 2 ngã và không bao giờ có cái cuộc tái hợp. Trời ơi, nãy giờ tao nói mày không hiểu hả? Tao nói mày tới đây mày coi cho công việc chồng tao ngày mai có thành công hay không. Chứ sao cứ coi gia đình tao hoài vậy? Tao nói mày nghe. Cái sự nghiệp của chồng mày muốn thành công á thì phải trải qua cái chuyện ly hôn này. Phải ly hôn tới đời vợ thứ 2. À thì chồng mày mới, tương lai nó mới sáng ra được. Nó phải qua cái chuyện này. Chị nó tách, chị tách. À, tách gì? Tách ly. Ly tách gì cũng vậy à. Sợ vậy mà tôi kêu chị là tách á. Bộ chị khoái tách vợ chồng ta lắm hả? Hả? Chị á, chị phải có chồng, chị có hạnh phúc thì chị mới bói cho người ta hạnh phúc được. Chị không có hạnh phúc, chị bói người ta toàn là thấy bất hạnh chia ly không à. Anh quá đáng nha. Anh nói gì tôi? Xin lỗi. À, còn nóng quá, xin lỗi. Anh nói gì tôi hả? Anh nói gì mà tôi không hạnh phúc? Vừa phải thôi nha. Giận quá à. Thôi mày kệ ổng đi mẹ ơi. Mày tới đây mày coi bói cho tao, mày chỉ biết tao thôi, mày đừng có biết ổng. Tao nói mày nghe, cái chuyện á, tao coi á, tao thấy cái gì thì bắt buộc tao phải nói như vậy ha. Còn bây giờ anh đừng có vội kết luận, anh để tương lai đi. Tương lai sắp tới nó xảy ra những điều đó, lúc đó anh tới anh chửi tôi ha, hay là anh cảm ơn tôi, cái chuyện nó chưa muộn. Xin lỗi chị nha, tôi không có cảm ơn chị đâu. Thôi coi cho tao đi, tao tin nè. Trời ơi, tức quá nè. Nè, 40.000 của mày á, có 40.000 à, coi bói giùm ha, giúp đỡ tới đây cho chồng mày xài xẻ tao vậy á. Thôi đáng không? Thôi bớt nóng, tao đưa mày thêm 30 đó là 70 rồi, coi giùm tao đi. Thôi khỏi đi. Trời, cứ 70.000 à mà mua đứt cái danh dự tao vậy hả? Thôi, ngu gì không lấy. Lấy chứ. Thời gian mất tới giờ đến đây phải lấy đủ 70.000. Đó, đây là tiền coi bói. À, tao cất vô. Rồi. Ê, mở cửa tao đi về đi. Tao nói với mày rồi, không có tin á thì tao coi làm cái gì. Hỏi trước rồi, không nghe. Đó, mở cửa tao về đi. Chồng mày á, tao hiểu rồi ha. Hiểu sao mà chồng mày á, tới giờ á, cái tương lai của nó cứ lợ chết que hết, không đi đến đâu á. Là tại sao? Mày sai lầm một, chồng mày á, sai lầm tới 1 triệu. Chị nói gì? Tôi nói vậy á, hiểu sao rồi ha. Tự coi lại mình đi. Ê, trời ơi, ông Đại Phong tính ổng vậy á, chồng tốt bụng lắm. Chồng tao biết mà, ở lại coi cho tao đi. Thôi dẹp đi, khỏi coi gì hết á. Thắt ly, mất thời gian quá. Giúp giùm tao đi. Tính mà coi làm gì? Thôi giờ mày cho tao lá bùa đi. Nè, lá bùa nãy giờ cúng cho mày á, đem đi người khác cũng được đâu. Mà tao nói trước nha, với chồng mày á, có 100.000 lá bùa cũng không giải quyết được gì đâu ha. Rồi mở cửa tao đi về. Lên lên. Bye bye nghe Quỳnh. Anh á, người ta tới giúp mình mà anh làm cái trò gì không hiểu. Nói tào lao gì đâu không. Ông xã, dậy nhanh lên. Còn sớm mà bà xã. Trời ơi, thức sớm thì có nhiều thời gian chuẩn bị, hôm nay là ngày phỏng vấn mà dậy. Đại Phong. Chút nó đi. Chuẩn bị nhanh lên. Nè ông xã, ăn hết cho em. Trời ơi, bà xã, bộ em muốn anh bể bụng hay sao mà bới nhiều quá vậy nè. Nhiều đâu nhiều. Sẽ đi. Thôi. Anh phải ăn hết. Trời ơi, đâu phải đương nhiên mua xôi đậu phộng cho anh ăn. Hồi đó trước khi em đi thi á, ba đề cho em ăn xôi đậu phộng. Ba nói với em á, ăn xôi đậu phộng vô dù bài thi khó cỡ nào nhất định con cũng sẽ đậu. Bởi vậy lần này ông xã phải ăn hết cái này cho em, bảo đảm ông xã phỏng vấn sẽ thành công. Tuân lệnh bà xã. Anh ăn thêm đậu phộng vô. Ăn càng nhiều đậu chắc chắn sẽ thi đậu. Không, anh thì phỏng vấn đậu. Ăn hết cho em đó. Bà xã ơi, sao anh hồi hộp quá. Hồi hộp nữa hả? Em đã dặn ông xã rồi, mình phải tự tin mới chiến thắng được chứ. Anh cứ hồi hộp hoài, đây là lần thứ 2 rồi. Thôi bây giờ làm theo em nè. Hít sâu vô. Sâu nữa vô, sâu hết sức luôn. Thở ra. Thở ra từ thôi. Mệt quá à. Em xin lỗi ông xã. Bình tĩnh ông xã, hít sâu vô. Thở ra từ. Thở từ. Lần nữa ông xã, hít sâu vô. Thở ra từ. Sao ông xã? Thấy đỡ hơn không anh? Đỡ chút rồi. Ráng lên nha ông xã. Cả gia đình mình trông cậy vô có mình anh thôi đó. Thôi được rồi bà xã, anh vô nha. Em dặn nè, lát vô chổng chờ phỏng vấn á, nếu có thấy hồi hộp nữa thì cứ làm giống vậy, nghe không? Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ thành công. Em tin anh. Anh đi nha. Cố lên nhau sao? Xin mời anh Hoàng Minh. Xin chào ban giám đốc. Chào anh. Anh có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao anh chọn tập đoàn của chúng tôi không? Từ nhỏ, tôi đã lớn lên cùng với cậu của tôi, nên tôi hiểu rất nhiều về tập đoàn này. Tôi xem nó giống như gia đình thứ hai của tôi vậy. Tôi muốn được làm việc và được cống hiến sức mình để làm cho tập đoàn Phương Đông này phát triển hơn nữa. Chà, cái cô bé xấu tính này làm gì đây ta? Cô mì 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Gì vậy? Anh đây làm gì vậy? Cũng đặt đi xin việc nữa hả? Tôi giống người đi xin việc lắm hả? Anh không có giống người đi xin việc. Mà giống người đi xin việc bị từ chối biết chưa? Anh mơ hả? Nghĩ gì vậy? Nói cho anh biết, chỗ này chỉ dành cho những người chăm chỉ ưu tú thôi. Người chỉ biết ăn chơi nhanh thì đừng có hòng. Đi chỗ khác đi. À, vậy sao? Tôi là người tự do. Tôi có thể đi bất cứ chỗ nào tôi muốn. Hay quá ha, oai phong quá ha. Ai nói là người không tự do? Đúng rồi, người thất nghiệp cũng được coi là người tự do mà. Nhưng mà tự do kiểu như anh á là tự do ăn bám cha bám mẹ, không có đáng nể biết chưa? Đó là chuyện của tôi. Còn cô thì sao? Giờ này đây làm cái gì? Làm lo đi làm, lang thang vậy đó hả? Nè nè nè, phát ngôn cho đúng ngôn từ chút xíu nha. Ai nói anh tôi đang lang thang hả? Tôi đang thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng đó biết chưa? Cái gì? Sứ mệnh thiêng liêng? Khùng rồi hả? Trả đi. Sứ mệnh thiêng liêng với cái thứ bùa bớ vẩn này hả? Bởi vậy cái con người bán bộ thần thánh như anh nó không bao giờ mà thành công được hết á. Trả đây chứ. Không, tôi không trả. Mệnh Lâm Đại Phong. Dạ có. Tôi. Yeah, xin lỗi. Dạ, bắt đầu được rồi. Anh Đại Phong, lý do vì sao anh chọn tập đoàn chúng tôi? Dạ, để kiếm tiền. Anh vào đây chỉ để kiếm tiền thôi sao? Dạ đúng, đây trả lương cao mà. Với lại tôi được ứng cử vào một vị trí được trả lương cao nữa. Mà ngoài việc kiếm tiền ra thì chỗ này cũng là một cái chỗ để tôi đủ cơ hội, đủ nơi. Để cho năng lực của tôi có thể phát triển được. Chứ mấy công ty nhỏ nhỏ tôi không có chứa được tôi. Anh nói sao? Phải là những tập đoàn lớn mới có đủ chỗ để cho năng lực của anh phát triển. Anh có bị ảo tưởng không vậy? Dạ không. Anh cứ tuyển tôi vào làm đi, rồi anh sẽ biết được kết quả chính xác là tôi có bị ảo tưởng hay không. Bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho anh. Hiện nay tập đoàn của chúng tôi có tung ra một số sản phẩm mới. Tuy nhiên nó vẫn chưa thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Về chiến lược quảng cáo, công ty chúng tôi làm rất tốt. Vậy lý do tại sao sản phẩm mới của chúng tôi không thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng? Ở nhiều nơi trên thế giới bây giờ họ rất quan tâm đến vấn đề thương hiệu. Còn ở Việt Nam, đặc biệt là trong ngành thực phẩm, thương hiệu uy tín cũng quyết định một phần, nhưng mà khẩu vị người tiêu dùng mới là quyết định quan trọng. Bởi vì người Việt vốn rất bảo thủ trong khẩu vị, nên vấn đề mà anh đặt ra tôi nghĩ nó không có liên quan gì tới chất lượng sản phẩm, cũng không phải là vấn đề thương hiệu, mà tôi nghĩ nguyên nhân chính đó là sản phẩm của các anh nó không phù hợp với lại khẩu vị của người tiêu dùng. Anh có thể nói rõ hơn. Thì như tôi đã nói đó, là thói quen ẩm thực của người Việt khó thay đổi lắm. Như người Bắc á, thì họ thích ăn cà pháo mắm tôm, còn người Nam thì thích ăn các loại mắm, các loại chao. Nếu như các ông chế biến được các loại cà pháo đóng hộp hoặc là các loại chao đóng hộp thì tất nhiên họ rất là thích, đúng không? Một bịch chao ngoài chợ bán có 3-4 ngàn, còn đóng hộp thì bán giá bao nhiêu? Không biết tính toán kinh tế gì hết. Thì đó là vấn đề chính đó. Vấn đề là các ông phải tạo ra sự khác biệt thật độc đáo giữa cà pháo đóng hộp và cà pháo bán ngoài chợ. Nếu như cà pháo đóng hộp của các ông có hương vị ngon độc đáo thì người tiêu dùng họ cũng có thể bỏ ra 10 ngàn, mà cái giá đó là mắc gấp 3 lần so với mua cà pháo ngoài chợ để mua các sản phẩm của các ông. Được rồi, bây giờ tôi yêu cầu anh trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi. Thì tôi đã trả lời rồi đó. Tôi đưa ví dụ nôm na như vậy để thấy rằng việc điều nghiên thói quen, tập quán, ý thích sử dụng của người tiêu dùng trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm là cực kỳ quan trọng. Phải hiểu được thói quen của người tiêu dùng. Người ta muốn tìm cái gì trong cái món cà pháo thân thuộc đó? Hả? Tìm cái gì? Bởi vì trong đó chứa đựng một cái sự ấm áp của quê nhà. Nếu như một sản phẩm của các anh mà chứa đựng được 2 yếu tố, vừa gọi được sự cảm giác ấm áp quen thuộc, vừa có sự khác biệt độc đáo, tôi chắc chắn sản phẩm của các anh bán chạy như tôm tươi. Nó có lý. Nhưng mà theo anh, cái gì làm nên sự khác biệt đó? Tôi thích ông. Đó là một câu hỏi rất là thông minh. Tôi sẽ trả lời. Đó chính là tài năng. Chỉ có tài năng mới tạo ra sự khác biệt độc đáo đó mà thôi. Chính vì vậy tôi nghĩ công ty của các ông phải đánh giá được, phải sử dụng được những người có tài năng. Và anh nghĩ anh là người tài năng đó. Anh có thể kiểm chứng nếu nhận tôi vào làm việc. Tất nhiên là trong lĩnh vực chuyên môn tôi rất là tự tin. Tôi hỏi một lần nữa rồi, có trả cho tôi hay không? Dạ không. Cô tính làm cái gì? Cô nhắm cô làm gì được tôi? Nói cho anh biết, người như anh á chỉ cần một chân thôi. Nè, cô mà dám làm á, tôi sẽ đưa cái này cho bảo vệ. Tôi gặp rắc rối lớn rồi đó. Anh mà đưa cho bảo vệ á, anh đừng có thách tôi. Nè, tôi có tới 2 chân nữa nha. Cô như vậy tôi không đưa luôn. Không đưa luôn. Cô làm gì tôi? Anh đưa lấy để đi, tôi sắp hết thời gian rồi. Không đưa. Trả đi. Nè, tôi lấy nè. Tham lắm, làm gì vậy? Nè, bớ người ta, nhìn nè. Phụ nữ vậy nè. Ôi anh đi cho tôi đi, sắp hết thời gian rồi. Trả cái gì, tôi đâu có giữ gì của cô đâu mà trả. Anh nửa ngang ngược đó. Cái gì? Anh tin không? Cô làm gì cũng có xong với tôi rồi vậy? Anh tin tôi dùng. Tôi không tin. anh Hoàng Minh. Chào mừng anh đến với tập đoàn Phương Đông. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn cậu. Anh Lâm Đại Phong. Chào anh, tôi về. Khoan đã, tới đây. Phong cách đi phỏng vấn của anh không được tốt lắm. Dạ tôi biết. Nhưng về vấn đề chuyên môn thì chúng tôi thấy rất tốt. Vì vậy chúng tôi chọn luôn cả anh. Tôi đậu luôn sao? Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Dạ. Điểm của hai anh không chênh lệch nhau là bao. Chính vì vậy chúng tôi quyết định chọn cả hai anh. Tuy nhiên sẽ cho hai anh thử việc trong vòng 2 tháng. Trong 2 tháng ai đạt hiệu quả công việc tốt hơn, người đó sẽ được chọn chính thức. Người kia tất nhiên sẽ bị sa thải. Dạ dạ tôi hiểu, mà. Hợp tác vui vẻ anh. Cảm ơn. Được rồi, các anh có thể về. Cảm ơn. Chào mấy sếp, ơi làm ơn trả cho tôi đi mà. Không trả. Cái gì mà không trả? Anh thất nghiệp mà tính đi ăn cướp hả? Trả đi. Con xã gọi cho mình đậu rốt thì cũng phải ra đây chứ. Lần này chồng tôi có chuyện gì là anh chịu trách nhiệm đó. Ừ không biết có chuyện gì không nữa. Ừ em nghe nè ông xã. Anh rớt rồi. Thấy chưa, em nói mà. Anh cứ hồi hộp hoài làm sao mà đậu được. Nhưng mà tuần sau anh sẽ đi làm nữa bà xã ơi. Anh đậu vậy hả ông xã? Trời ơi em, ông xã em giỏi quá. Em nói mà, anh đậu chắc chắn anh sẽ đậu mà ông xã. Anh ra ngoài cổng đi, em đang đứng ngoài đây nè. Anh đậu thiệt rồi. Anh nói thiệt mà bà xã. Ừ ra đi ông xã. Trời ơi ông xã em của tôi giỏi quá. Nè. Gì? Cô làm cái gì mà vui giống như là trong cái ngày hẹn đầu tiên vậy? Ngày hẹn gì? Hẹn đi chơi với con trai hả? Trời, anh đừng có khùng. Như vậy có gì đâu mà vui. Nói không phải khoe nha. Nếu như quay trở lại 10 năm trước á thì anh không có đủ tư cách đứng đây nói chuyện với tôi đâu. Nhóc. Nhưng mà nhiều lúc tôi nghĩ lại, mấy cái chuyện đó cũng đâu có gì đâu mà vui. Hẹn hò nhiều mất công nhức đầu, ghen tuông mệt lắm. Đây gọi cho tôi không? Ông xã tôi đó, ảnh vừa trúng tuyển vào tập đoàn Phương Đông rồi đó biết chưa? Vậy hả? Cái gì? Là cái mặt thấy ghét, thấy ganh tị người ta đúng không? Thôi đi, tôi đã dặn anh rồi, cố gắng lên, bớt chơi bời một chút thì biết đâu cũng có ngày sẽ được như chồng tôi. Là nãy giờ mất công giành giật tờ giấy với anh, giờ cho anh luôn á. Bà xã, bà xã. Anh thành công rồi bà xã ơi. Anh đã nói rồi, nhất định anh sẽ thành công mà. Biết đâu chả em giỏi mà. Ủa, em nói chuyện với ai hả? Trời ơi, cái thằng lang thang vô dụng ông xã đừng có quan tâm. Nhưng mà ông xã, qua lần này nha, em mới thấy được thực lực của ông xã. Không cần sự hỗ trợ thần thánh gì hết, ông xã em vẫn trúng tuyển. Chứ sao? Ý. Ủa, mà sao anh? Sao đậu kể em nghe coi. Nhưng mà chưa có đậu hoàn toàn đâu, chỉ mới đậu phân nửa thôi. Cách nào cũng thích giỡn. Đậu là đậu, rớt là rớt, đậu phân nửa là sao? Không phải, vậy nè. Trong đợt tuyển chọn lần này á, có 2 người được chọn là anh và 1 người nữa là cháu của trưởng phòng nhân sự. 2 người cùng phải vào thử việc trong vòng 2 tháng. Nếu mà sau 2 tháng đó họ thấy ai mà có năng lực nổi trội hơn thì họ mới quyết định chọn làm manager chính thức. Trời ơi, vậy nữa hả? Nhưng mà vậy đâu có được coi là đậu đâu ông xã. Bà xã à, trong hội đồng tuyển chọn có 3 người. 1 người là người nhà của đối thủ cạnh tranh rồi. 1 người rất là ghét chúng ta. Trong cái hoàn cảnh gây cấn như vậy á mà anh đạt kết quả như vậy là tốt lắm rồi. Ừ, thôi cứ quyết định vậy đi. Ông xã em nói đúng. Như vậy là tốt lắm rồi. Có còn hơn không phải ông xã? Bà xã ơi, vậy là tuần sau anh đi làm rồi. Anh hết tất nghiệp rồi bà xã ơi. Rồi, công nhận con Hắc Liên nó nói đúng ghê nha. Ông xã, tối nay vợ chồng mình phải ăn mừng sự kiện trọng đại này. Đúng không? Cái gì? ăn cái gì cũng được. Quên, thay bộ đồ ra làm sao? Gì? Thay liền hả? Ủa để về nhà đi. Thôi thay điện được em đi ông xã, em thấy trời sắp mưa rồi nè. Lỡ mình bị mắc mưa ướt làm sao trả lại cho người ta? Thay đâu? Có 3 sự lựa chọn, 1 công viên, 2 siêu thị, 3 toilet công cộng, trả lời liền. Toilet công cộng đi. Thôi đi siêu thị nè, cho khỏi tiền. Dạ. Sao rồi? Có trả đồ được không? Không được. Không được, em mua làm gì? Bây giờ vợ chồng mình đi ăn mừng ông xã. Bà xã, em đúng là cao thủ ra. Em mà, đi. Bánh ngon lắm nè ông xã. Ông xã thích bánh này không? Ừ. Này nữa. Được rồi, 2 cái được rồi. Thôi không được, sao 2 cái? Trời ơi bà xã, em mua làm chi nhiều vậy? Ăn sao hết? Sao không hết? Hôm nay em ăn nhiều lắm, không phải yên tâm. Ăn thử sao? Thôi chưa tính tiền mà. Ăn đi rồi tính sao? Được không? Ngon. Thôi được rồi, đừng có mua nữa. Em chưa lấy bánh này. Em yêu anh lắm á. Cảm ơn bà xã. Anh đi làm mà em vui vậy sao? Tội nghiệp vợ anh, vất vả vì anh nhiều quá rồi. Lần này anh sẽ cố gắng hết mức. Em sẽ phải tự hào có người chồng giỏi như anh. Hả? Wow, tiệc nhà mình sao giống đám cưới quá chừng luôn. Đúng rồi đó con. Con nhìn mặt mẹ con kìa, cười giống y như là cô dâu vậy đó. Nhưng mà cô dâu mẹ không đẹp bằng cô dâu con đâu. Sao? Tất nhiên cô dâu con phải đẹp hơn cô dâu mẹ rồi. Con đó, mới từng đó tuổi mà muốn làm cô dâu rồi sao? Cái đó là ước mơ của con mà mẹ. Trời, anh coi trả lời kìa. Mẹ đố con là ông ngoại hay là bà nội? Con chắc chắn là ông ngoại luôn. Trời, mở cửa thử coi. Kinh hay quá. Ẩm coi, này cầm này đi, ông ngoại ẩm con. Ê, đâu số nay nặng dữ hả? Có nhiều đồ ăn rồi ba còn mua đồ ăn qua chi nữa vậy ba? Dạ, gì thơm dữ ta? Kêu ba mới qua. Ừ con. Nhanh nè ông ngoại. Trời ơi, con gái tôi nó đãi thằng ăn trộm có việc làm hoành tráng vậy trời. Ây cha, nhìn mà mắc tuổi không? Mình có bao giờ nó lo được vậy đâu ta? Nịnh ba nó không nịnh, nịnh thằng ăn trộm. Trời buồn quá. Ba thương con rể quá, cảm động muốn khóc hả ba? Dịch vật mà chứ khóc. Chà, mấy món này mua nhà hàng về phải không? Không phải đâu ngoại, mẹ con nấu á. Wow, mẹ con nấu? Dạ. Giỏi vậy ta? Con có phụ không? Dạ có. Ê, giỏi. Nè, nghe ông ngoại dặn nha. Từ bây giờ về sau, con phải học mẹ con. Hồi nhỏ mẹ con học giỏi lắm á. Không được, phản đối. Mẹ. Ủa, chị xui. Bà nội. Sao mỗi lần tôi tới đây là chị tới lần sao? Có duyên thành ra gặp vậy đó. Con nghe nội dặn nè con. Mai mốt lớn lên đó con nhớ học theo ba con nghe không? Ba con hồi nhỏ tới lớn á, thông minh học giỏi dữ lắm. Nhớ học theo ba con nội mới thương nghe. Dạ. Đừng nghe lời ai kia hen con hen. Xui. Xin xỏ ai vậy? Đâu có xin xỏ, tôi nói thiệt mà. Con trai tôi nó giỏi, thông minh, từ nhỏ tới lớn. Con của nó thì phải học theo nó chứ con gái anh có giỏi giang gì đâu. Không lẽ anh muốn cho cháu nội tôi phải nghèo khổ cả đời sao anh xui? Người lớn mà nói gì nghe được. Sao không được? Ba mẹ, cho con có ý kiến được không? Nói đi. Nói. ba mẹ có thể ngưng tranh luận cái đề tài này lại. Bởi vì bữa nay là tiệc ăn mừng con có được việc làm tốt mà. Đúng rồi đó ba. Hôm nay là mừng ngày anh Phong có được việc làm. Không phải dễ dàng gì xin được vô công ty đó đâu ba. Hẹn dịp khác hai đứa mình tranh luận tiếp ha. Đâu cần tranh luận, dì nói cũng đâu có hiểu đâu. Tôi mà nói ra cũng giống như là... Mẹ, mẹ tặng quà cho con. Dạ, cảm ơn mẹ. Vô. Dạ, con mời ba. Ba chúc mừng con có việc làm. Nhưng mà nhớ con phải thật cố gắng thật nhiều, làm việc thật tốt nha. Dạ, cảm ơn ba. Nói thừa vậy mà cũng nói. Con tôi nó giỏi rồi mà, đâu cần cố gắng thêm nữa đâu. Quá thừa. Mẹ ăn miếng mực này nè mẹ. Trời ơi, tôi đã nói với chị rồi, mình hẹn dịp khác mà. Trái cái lỗ tai thì cái miệng nó phải nói thôi. Nhưng mà... ba, cái gì? Ba ăn đi ba. Dạ. Ờ, đó, được vậy mới được ba. Bởi vậy, con gái là con của người ta mà. Còn con rể là con trai của ba đúng không ba? Ừ, con này được hay. Một điều. Mày khôn quá ha. Ăn con, ăn con. Dạ. Anh thiệt là hạnh phúc ha. Có hai tiểu thư xinh đẹp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Bà xã, anh ăn cơm bụi được rồi. Em đâu cần phải vất vả như vậy đâu. Vất vả gì chứ. Anh có biết là em mong đợi ngày nào lâu lắm rồi đâu không xã? Bà xã, nhất định là anh sẽ thành công. Anh sẽ không để cho em cực khổ nữa đâu. Nói được thì phải làm được đó nha. Ông xã, đứng nhà em coi coi. Chồng em bảnh trai lắm chứ bộ. Tướng của anh lẽ ra phải làm giám đốc mới phải. Đúng rồi đó. Nói không phải khoe chứ anh ra đường nhiều cô cứ tưởng anh là chưa có vợ không á. Cái gì? Anh đang có tư tưởng ngoại tình đó hả? Làm gì có. Làm gì có. Em nghe người ta nói á, giàu bỏ con, sang bỏ bê đó. Cái gì? Nhưng cái giàu bỏ con sang bỏ bê, giàu bỏ bạn sang bỏ vợ. Đó đó thấy chưa? Chính miệng anh nói nha. Anh muốn bỏ em đúng không? Cái gì vậy bà xã? Trong đầu anh á chỉ có một mình em mà thôi. Anh mà dám lén phén là chết với em biết chưa. Thôi nhanh nhanh lên đi, anh trễ giờ làm bây giờ đó. Em biết em biết em biết. Ha, không biết ai lấy hết một miếng đồ ăn của tôi ha. Sư đi, con ngồi ở đây con thấy ai lấy đồ ăn của mẹ không? Dạ có mà chuột ăn đó. Wow, ông xã ơi, nhà mình đang có một con chuột lớn đây nè. Ta là mèo đây. Ta sẽ bắt vô. Phỏng vấn sao rồi anh? Sao em không nghe anh nói gì hết vậy? Chồng của Mai Chi... Anh ta được nhận vào thử việc rồi. Cái gì? Anh nói gì vậy? Một người khờ khạo và vụng về như anh ta làm sao có thể trúng tuyển vào vị trí manager của tập đoàn Phương Đông được? Anh có chiếu cố anh ta không vậy? Em nói cái gì vậy? Anh chỉ làm theo đúng nguyên tắc. Tay cháu của trưởng phòng nhân sự tất nhiên là không thể đánh rớt rồi. Còn anh ta, chuyên môn cũng không hề thua kém. Anh đâu thể đánh trừ anh ta được. Nhưng mà em nghĩ anh xử lý được mà. Em thiệt là... Tại sao em lại cứ ích kỷ với bạn bè vậy chứ? Em ích kỷ hồi nào? Tại vì em thấy một người như anh ta không đáng để có cơ hội, không đáng để được nhận lòng tốt của anh. Anh chỉ làm theo đúng nguyên tắc thôi. Ở đây không ai cho ai và cũng không ai nhận của ai cái gì cả. Mà em càng nói, anh càng thấy em có thành kiến với bạn bè đó. Nhưng mà em yên tâm, anh ta cũng chỉ mới nhận vào thử việc thôi. Làm gì mà lo quá vậy. Anh đi làm đi. Dạ chú, con là nhân viên mới đó. Trời ơi, cái áo đẹp quá anh ơi. Cảm ơn em. Áo mua đâu vậy? Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đại Phong, tôi là nhân viên mới. Có gì mọi người chỉ dạy giùm tôi nha. Xin hỏi chỗ ngồi tôi đâu vậy? À, bên đây còn chỗ trống nè. Cảm ơn anh. Anh thiệt là nhiệt tình ha. Hên quá, không có độ. Bà xã mình ràng chắc thiệt. Trời ơi, nghĩ sao công ty tuyển người ngốc vậy? Tao làm gì kìa? Dạ. Mấy cái tên nhóc này. Chờ xem. Anh Minh, đây là một số kết quả thử nghiệm sản phẩm mới. Giám đốc bộ phận nói anh xem và đánh giá xong trình lên giám đốc nha. Cảm ơn cô. Chào cô, tôi là Đại Phong, tôi là nhân viên mới. Sếp có giao việc gì cho tôi không? À, dạ em không nghe sếp nói gì ạ. Cảm ơn cô. Công ty này hay thiệt. Trả lương cho mình để mình ngồi chơi sao? Trời ơi, cay mắt quá. Trời ơi, không biết ông Đại Phong này hôm nay đầu tiên làm việc đi làm sao nữa. Bà xã hả? Hôm nay đầu tiên đi làm việc sao rồi anh? Ừ, mọi việc tốt lắm. Rất tốt thiệt mà bà xã. Em đừng có lo cho anh. Ừ. Thôi, vậy nha bà xã. Hy vọng là ổng làm việc tốt. Ủa, dạ, chào sếp. Ngày đầu tiên đi làm mà thái độ làm việc đã không nghiêm túc rồi. Ở đây là công ty chứ không phải là nhà riêng. Không được gọi điện trong giờ làm việc, anh có biết không? Dạ xin lỗi sếp, tôi biết rồi. Trong kia có cái kho, anh vào dọn dẹp cho ngăn nắp đi. Ủa sếp, một cái chuyện đó thuộc chuyên môn sao? Sao? Anh phản đối hả? Không muốn làm sao? À, dạ không có phản đối. Rồi, ai nói đây là công ty thực phẩm lớn chứ hả? Một cái bãi phế liệu lớn thì có. Cái này chắc cũng cả chục năm rồi không có quét dọn. Bây giờ mình nhào vô đây là hốt hụi chót rồi. Cái này còn xài được mà sao lại quăng vậy? Đúng là hoang phí. Con người đúng là động vật hoang phí. Cái công ty này toàn là dân thần kinh. Tuyển mình vô đây làm manager chứ đâu phải vô đây quét dọn vệ sinh. Thiệt tình. Đúng là thần kinh, đúng là thần kinh. Bởi vì kêu mình vô đây làm cái việc này đúng là lãng phí tài năng tất việc. Anh mới nói vậy? Tôi nói anh á giống thần đồng đất Việt. Vậy là tôi có nét đẹp của truyện tranh à? Hèn gì mới đưa nít sớm tôi, nít tôi. Cố gắng lên. Thật kịch. Chào sếp. Thật kịch. cháo này cho chị. Dạ. Cái gì? Bà hả? Rảnh không? Tôi muốn gặp bà để cảm ơn nè. Cảm ơn cái gì? Chuyện gì nữa? Chuyện bà nói với Tuấn Vĩ cho chồng tôi vô thử việc đó. Chuyện đó là mà vui vậy hả? Thì cũng nhờ công của vợ chồng bà mà. Bây giờ tôi đang làm việc. Vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Nè, cái áo Hứa mua cho tôi hôm trước có chưa? Yên tâm đi, sắp xong rồi. Sắp xong hả? Tự mai hả? Không, ý tôi là hàng sắp về rồi. Chuyện nào mà hàng về rồi tôi tới đó tôi lấy rồi tôi đưa cho bà ha. Hứa là phải có đó nha. Yên tâm đi, bây giờ bà là ân nhân của tôi mà. Chị đúng là chuyên gia thiết kế hàng đầu á. Mọi thiết kế này em nghĩ chắc chắn sẽ bán rất là chạy. Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.